Inverter đấy. Inverter mà để bảo hành máy nén 10 năm là máy nén này nè. Là đây. Là bên trong nó là như vậy. Bên trong nó thì cấu tạo của nó thì nó cũng như cái máy nén cơ hoạt động AC bình thường của mình thôi. Nhưng nó khác có một chỗ là cái chỗ động cơ nè. Piston bình hơi đồ thì các ống thì cũng giữ nguyên thôi. Nó chỉ khác là khác cái khởi động, đây là khởi động bằng DC. Khởi động bằng DC, còn cái kia là AC. Thì DC thì nó sẽ là 3 pha UVW. Thì nó sẽ khởi động, nó sẽ không dùng tụ. Và nó sẽ chạy từ tốc độ thấp đến tốc độ cao. Nên công sức nó cũng mạnh mà cái điện năng tiêu tốn thì nó ít, thì nó nhờ nguyên nhân đó thì nó sẽ tiết kiệm được điện. Còn đối với máy nén AC, máy nén AC thì khi khởi động thì nó sẽ dùng một cái bộ phận để kích, dùng tụ hoặc là dùng tạc mít để nó kích dòng khởi động, mà khi mỗi lần nó kích lên đó, thì dòng khởi động rất là cao và cái lượng điện để tiêu tốn cái dòng kích nó cũng khá lớn, nên cái tủ lạnh đó thì sẽ nó tốn điện hơn là cái dòng DC này rất là nhiều, nên người ta sẽ loại bỏ những dòng đó ra và thay thế những máy nén DC này vào để nhiệm vụ là để tiết kiệm điện chạy. Giờ nó cái độ ồn nó cũng thấp đó. Giờ mình sẽ cắt cái, mình mở cái ống này ra thử mình xem bên trong nó sẽ có gì ha, chi tiết hơn. Là đường đẩy nha các bạn, đây là đường đẩy nè, đường hút nè, đường hút đây là đường hút 1 nè, bên đây là đường hút 2 ha. Nếu mà mình lắp đúng máy á, thì sẽ hút thì hút bên đây. Lý do sao mà để mình mở này cho các bạn coi dễ hơn. Đây nào, trên đây mình thấy không nè, lỗ hút nè, đây lỗ hút 1 nè, đây lỗ hút 2. Hai cái lỗ hút này nó không khác gì nhau hết nè, này cũng có cái ống vô, này cũng có cái ống vô. Nhưng tại sao mình phải lắp đúng, lắp đúng á thì nó sẽ gì máy mình là nó gì phải không đó. Thì mình lắp đúng là lắp đúng cái đường hút về thì nằm bên đây, tại vì đây á là cái đường hút, đây là nó có đường hút lên để nó nén vô tông. Nó nén ra thì nó hút cái món chất lạnh á, thì khi ra về đó thì nó sẽ có độ lạnh nhất định, độ mát á, thì hút về đây thì nó hút về đây thì nó sẽ giải nhiệt cho cái bộ phận máy này đó. Còn ví dụ mà hút máy bên đây á thì nó qua rất là chậm ha, nó chạy vòng đây thì cái lốc này nó chạy rất là nóng, mà khi qua tới đây thì nó hết mát rồi, nó còn hơi nóng luôn đó. Cái lốc khi chạy rất là nóng, mà gờ lên cái nắp nè, nó rất là nóng ha. Nên mình lắp máy là phải biết đường nào là đường về, đường hút của nó, còn đường nào đường này sạc ra, này để sạc ra thôi nha. Đây và bỏ ngang hàng bên đây đi. Đây tiếp là cái động cơ đó, động cơ của nó thì nó sẽ có những cái cuộn dây đối xứng nhau nè, thì nó sẽ khác hơn cái kia thì nó sẽ từng bối gì, từng gánh. Là khi động cơ chạy á thì piston này nó sẽ quay lên xuống nè. Nó quay lên xuống thôi. Nó quay lên xuống thì sẽ nó bơm một chất lạnh vô cái bình này. Bình này nó chuyển qua bình này. Cái bình này là bình chứa cao áp nha bạn. Nó là bình chứa cao áp. Đó, khi nó nén qua bên này thì xong thì nó sẽ đưa ra qua dàn nóng. Nhưng trong đây á thì nó sẽ có một cái, bạn thấy có một cái lá thép nhỏ nè. Lá thép này mình biết để làm gì. Lá thép này á, để làm mình nó bơm nhớt lên. Khi lốc chạy á, hoạt động á, gì nè.
thì nó sẽ hút nhớt từ đó lên cái lỗ giữa nè, trong này nó có một cái lỗ nhỏ nè, hút lên đây và nó sẽ quay, nó sẽ bắn vòng vòng đây để nhiệm vụ nó bôi trơn này, nó bôi trơn những cái khớp nối nè, cái cổ nối nè, có cái tay phiểu nè, như đây nó sẽ tung đều ra hết. Cái thứ nhất là để là bôi trơn, thứ hai là để giải nhiệt ha. Khi chạy thì những cái này rất là nóng thì nó sẽ bơm nhớt lên, nó bơm nhớt lên thì nó sẽ nhiệt độ sẽ truyền qua nhớt, nhớt sẽ truyền qua cái thành máy ngoài đó, rồi thành máy ngoài nó mới bơm, nó mới tỏ nhiệt ra ngoài đó, là như thế. Còn đây nó có một cái kim nhỏ này. Bạn thấy nó có cái kim nhỏ không? Đó. Kim nhỏ là nhiệm vụ là khi mà nhớt á, nhớt mà khi nó nén vô nó dư á, nó sẽ bắn ra ngoài. Nè, khi mở lên hút thôi, con này có nhớt nè. Bỏ vô thì sẽ bắn ra ngoài. Nó hạn chế được cái khi mình nén môi chất lạnh mà nhớt đi lên đường ống dần nóng á. Nó sẽ giảm được cái nhiệt độ. Bạn thấy không? Di động rất là sáng, rất là đẹp ha. Mình có bò test luôn đó mà tại biến gắn quá. Rồi, kết thúc đây ha. Bạn nào cần có phần hỏi cho mình phần bên điện lạnh nào thì cứ comment mình. Bo mạch hoặc là phần cơ phần gì đây, rồi cái nào biết thì mình sẽ trả lời ha. Các bạn thích thì các bạn cứ đăng ký kênh mình đó. Mình thì thấy mình thì dọc thôi, có cái nào hay hay thì biết thì mình chia sẻ. Còn mấy anh chị nào cao cấp biết hơn, cao hơn thì bỏ qua cho em nha, em chỉ biết nhiêu đó thôi. Rồi clip của mình đây là hết.